con chưa kịp đền đáp được gì thì mẹ đã nhẹ nhàng ra đi. Núi ơi, núi cao chi vời vợi, sông ơi, sông sâu chi vời vợi, công ơn mẹ hiền còn cao vời hơn núi sông kia. Gió lặng một chiều mẹ tôi ra đi, mẹ về nơi cõi xa, nơi ấy có màu trắng tinh khôi, nơi ấy có màu đen thanh khiết. Mẹ buông lơi đôi gánh đời, bao năm tháng đã nặng quằn vai. Mẹ tôi là dòng suối mát cho đàn nai con về tắm mát từng chiều. Mẹ tôi là khu rừng bát ngát cho đàn chim non về ca hát từng ngày. Mẹ tôi giờ đâu còn nữa, bạn ơi, để cho đàn nai con ngơ ngác, để cho đàn chim non sơ sắc. Mẹ ở nơi nào? Thank you.
một khu phố và là anh em với một lịch vấn cháu trai cùng với một tình cảm hôm nay để đến với em nguyên không tìm kiếm đến thơ mồ phụ và chiếc quần phụ giao quyền phụ để phụ tính yêu tấm nguyên hòa tình cảm đã giữ vợ trong một đời chăm lo cho gia đình cho con cho cơ cháu trước thở và nghi diện để cũng như âm hương cách trở lần cuối cùng cháu được đến phụ phụ để đến với mặt anh vẫn là dẫu cho nước chảy đá mòn,
tình độ con đặt vào non nước. Mẹ ơi, tình mẹ quả thật nó thiên nhiên cao quý, không gì có thể so sánh được. Cuộc tình ấy đã có trong con từ thuở tượng hình, đến với con có hơi thở làm ra, có bàn tay chiều mến, có lời hạnh thu ngọt ngào, có dòng sữa bổ dưỡng. Tình mẹ bao la vẫn mãi ở trong con. Mẹ ơi, giờ đây chúng con chỉ biết lấy tiếng kèn thay cho tiếng khóc. Sau đây xin mời bạn tấu lên từng khúc bản nhạc lòng lặng mẹ. Thank you.
lòng phục trước chân con, lệ dưới chân cháu vẫn còn nhớ thương. Mẹ ơi, mẹ vội đi đâu để thương, để đến, để chờ cho con. Ngày dài con nhớ héo mong, đêm ngày con khóc đoạn trường chia ly. Âm thầm cách biệt muôn trời, mẹ em đi mãi không về. Mẹ ơi, lòng con đau thắt không thôi, lệ dầu đôi xót đầy với tôi cùng. Nay mẹ về cõi âm phu, màng thư với đất lạnh lùng một thân. Từ nay con mất mẹ rồi, nhớ thương bao vợ cho tôi nỗi lòng. Con xin khóc nén hương lòng, nhờ kèm con khóc lặng trường mẹ đi. Cuộc đời một cõi đi về, cõi đi nặng nhẹ cõi về thành thương. Sau đây xin rằng tối đêm tình thức cảm nhận một cõi đi về. Hôm qua, rất tuyệt vời,
các bậc tiên thầy sư lương lương tử sư lương thầy viên thầy là các việc các bảo vệ thầy viên tay lớp thầy với truyền thống thầy viên thầy các nhà với truyền thống sau một thời gian lên trọng bệnh thì đã được gia đình con cháu hết lòng chăm sóc thiết tha cứu chữa nhưng từ tuổi cao sức yếu cụ đã tạm thế hồi 22:40 ngày 2/6/2014 tức ngày 15/5 năm Giáp Ngọ tại nhà Hương ở thôn Thượng Sáu xã Bảo Tư thành phố Hưng Yên cùng hưởng thọ 88 tuổi. Hôm nay cán bộ nhân dân thôn Thượng Sáu cùng họ hàng lượn lọ gần xa anh em bạn hữu của gia đình có mặt tại nhà riêng của cụ để làm lễ kết lộ chúng hướng và đến nơi từ dân tôn về lễ ai người cuối cùng thay mặt ban tổ chức lễ tang tôi xin đưa lời chúc mừng sâu sắc tới gia đình dòng họ của cụ và tổ chức cho cụ một công tác và nhắc nhở ở cõi thứ hai và tự trọng tuyên bố lễ kết lộ chúng hướng và tiến đưa cụ lễ thủ tôn về lễ ai người cuối cùng của cán bộ nhân dân bên truyền thống chúng em bắt đầu tôi xin trân trọng giới thiệu và cũng mời đoàn lễ viếng cán bộ nhân dân bên truyền thống về lễ viếng em và sư trưởng thảo do chủ nguyễn ngọc giáo chủ tịch hội và ông nguyễn đức thành thư trưởng thôn trưởng thái nhân vật hoa và tháp hương hướng xin kính mời cùng chung hết lòng quân chủ quân con chú cháu
là số lượng số con số cháu những lúc khó khăn 88 tuổi đời phục vụ luôn ở tôn giáo bóng sản sông nhà là được lớp sầu cho con cho cháu không lúc nhỏ hơn đến hôm nay thì vẫn được báo con về tổ chức tổ để lại cho dòng họ gia đình con cháu với tốt thương vô hạn còn cố gắng để tôi gọi mẹ để cháu gọi bà kể từ hôm nay hình mẫu của phụ sẽ đi vào kỹ thuật bố thương tôi thử lễ thức hiệu và giữ nguyên vị lê thị tôn về an ủi quốc phụ hôm nay có các đồng chí cán bộ đảng viên đại diện các tổ chức đoàn thể và nhân dân tây nguyên có các bà cô chú bác họ hàng nội ngoại gần xa có các ông các bà thương gia nhân gia và bạn bè thân thích của các con các cháu của phụ chúng tôi để giúp được tiếp thu và nghe tiếng lòng của người ở cũng được người đi một lần nữa chúng tôi xin được chia buồn sâu sắc với gia đình chúng tôi toàn thể nhân dân để có lòng tốt nhất và những đóng góp của nhân dân tôi đề nghị chúng ta dành một chút thời lượng rất thời lượng bắt đầu đời vất vả
sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương, vì các con mẹ thức trắng đêm trường, vì nội ngoại mẹ hy sinh tất cả. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đau. Mẹ ơi, đau con đau như xé, đâu ngỡ rằng đã phải cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho mẹ những gian lao vất vả. Mẹ ơi mẹ, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Mẹ ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ. Giờ thương đau cao ngất 9 tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn thấy nữa. Mẹ ơi mẹ, đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Nhưng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Mẹ ơi, con vùng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một nén nhang.